Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ có cho các bạn mà tham gia vào một cái sự kiện Airdrop cũng như là gì cho tiết của một cái dự án chạy trên cái mạng Zcashin Era để chúng ta kiếm cái điểm point. Thì cái điểm point này thì sau này sẽ được quy đổi sang cái đồng token PPT của cái dự án này. Thì trước khi mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn là tham gia Airdrop thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về cái thông tin. Đầu tiên đó là cái nhiệm vụ mà chúng ta kiếm cái điểm point, cờ làm miễn phí cái điểm point thì tất cả người dùng đều đủ điều kiện nhận thưởng Airdrop bằng cái PowerPoint, và chúng tôi đã phát hành tổng cộng là 10 tỷ token, 10 tỷ token nhé, và điểm cầm đồ. Thì cái này link này thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để chúng ta cờ làm cái điểm này. Và tại sao chúng ta phải yêu cầu cái điểm PowerPoint này? Thì PowerPoint là một meta VC kết hợp quyền sở hữu vật nuôi, cơ hội kiếm tiền và hoạt động xã hội, cơ sở người dùng rộng lớn và các tính năng độc đáo của nó sẽ thúc đẩy ParaPC trở thành một trong những Meta VC trong tương lai và lên như bạn đã trở thành một phần của nó. Và hãy yêu cầu Airdrop PowerPoint của bạn ngay bây giờ. Và người dùng sở hữu PowerPoint thì sẽ được hưởng các cái lợi ích và quyền sau. Thứ nhất là bằng cách yêu cầu Airdrop PowerPoint thì bạn sẽ nhận được nhiều đặc quyền cơ hội khác nhau, chẳng hạn như là tham gia xổ số NFT, nhận tên PNS miễn phí và tham gia khai thác một số các đồng xu để nhận thêm phần thưởng cơ hội tham gia giao để ra quyết định những lợi ích sau này, và sẽ là nâng cao trải nghiệm của bạn ở trong Beta VC, mang lại nhiều niềm vui, phần thưởng và sự tham gia hơn. Đừng bỏ lỡ cơ hội Airdrop PowerPoint và tham gia vào thế giới thú vị của Beta VC. Thì ở trên đây thì dự án đã có NFT này, domain này, và khai thác một số đồng xu. Đó, điều kiện này sẽ là khai thác vào tháng 8 năm 2023, tức là sang tháng nha các bạn. Và tiếp theo là truy cập vào giao, và cái này thì sẽ khai trương vào tháng 10 năm 2023. Và thuế 18% boom, boom là được chuyển đến từ địa chỉ lỗ đen và bị phá hủy bởi vĩnh viễn. Thì trên cái này nó cũng là một số những cái thông tin thì các bạn có thể là tìm hiểu ở trên trang chính thức của dự án. Bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn qua cho các bạn về cái cách để chúng ta tham gia cái nhiệm vụ này. Thì ở đây thì chương trình Airdrop của mạng Zcashin 20 triệu token PPT cho 2.000 nhà leo núi đầu tiên tham gia vào bảng xếp hạng. Tức là cái phần thưởng đầu tiên này sẽ là dành cho 2.000 người tham gia đầu tiên. Và 3 triệu token PPT sẽ được đổi bằng mỗi XP mà bạn kiếm được ở trên Zali. Tức là cái này chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ Airdrop thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lát nữa chúng ta sẽ làm cái phần này. Thứ hai là yêu cầu điểm cầm đồ, thì cái điểm này thì chúng ta sẽ là claim. Thì cái này lúc mà mình đầu đã nói ở cái đầu video thì cái này thì các bạn copy link giới thiệu và sau đó thì các bạn dán vào cái ví MetaMask mạng Zcashin. Phí ở đây thì chúng ta sẽ mất cái phí là ETH Zcashin nhé, thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một chút cái phí của cái đồng ETH của mạng Zcashin ra trong cái ví của chúng ta, thì cái này phí cực kỳ là nhỏ thôi, giảm 40% nốt để có phí rẻ hơn. Rồi thì ở cái này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, và sau đó thì chúng ta sẽ làm min con NFT Gatsby nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là claim cái con claim cái địa điểm point này, PowerPoint này, rồi các bạn copy cái link này nhé. Sau đó thì các bạn dán vào cái mục ví, các bạn mở cho mình cái ví ra, ví MetaMask này. Đó, sau đó thì các bạn chuyển cho mình sang cái mạng Zcashin Era Mainnet. Các bạn bấm vào đây, các bạn chuyển sang Zcashin Mainnet nhé. Sau đó thì các bạn cần phải chuẩn bị một chút phí ở trong cái ví của chúng ta. Sau đó thì các bạn bấm vào phần trình duyệt này. Đó, và các bạn truy cập cái trang này. Nếu như các bạn chưa connect thì các bạn có thể là kết nối với cái ví. Mình sẽ thoát ra và mình kết nối lại cho các bạn để xem để chúng ta sẽ dễ hình dung nhé. Sau đó thì các bạn ký ví này. Ok, hiện cái địa chỉ ví của chúng ta đây là chúng ta đã connect cái ví thành công nhé. Thì các bạn kéo lên thì các bạn sẽ thấy là cái điểm của chúng ta ở đây, cái điểm PowerPoint của chúng ta, mỗi người, cái này thì mình không biết là các bạn nhận được bao nhiêu, nhưng của mình thì nhận được 20.699, có thể là cái này thì mỗi một ví có thể nhận khác nhau nhé. Đó, thì các bạn kích vào nút claim PowerPoint. Nếu như mà các bạn không bấm vào đây mà các bạn không, nó không ra cái thông tin cho chúng ta claim, thì các bạn có thể tắt cái ví, các bạn tắt cái ví này đi, sau đó thì các bạn lại mở lại cái ví MetaMask cho mình.
Đó, các bạn mở lại cái ví MetaMask cho mình nhé. Có thể nó bị lag hoặc là nhiều người truy cập cùng một lúc ấy. Thì sau đó thì các bạn kết nối ví lại. Đó, các bạn kết nối ví lại, sau đó các bạn kéo lên. Ở đây thì các bạn nhấn nút claim cho mình. Thì nó sẽ sang cái phần mà thực hiện giao dịch. Và ở đây thì nó sẽ mất cái phí cực kỳ là nhỏ, 0.00002 ETH, nó cực kỳ là nhỏ nha các bạn. Nó chưa đến 0.01 đô đâu. Chúng ta sẽ nhấn xác nhận này. Thì đây nó là cái phí gas nhé, chứ không phải là cái phí giao dịch, không phải là cái chúng ta không phải mua. Ok, như vậy là đã claim thành công ấy. Thì các bạn nhấn vào add to wallet này, chúng ta sẽ thêm cái token này vào trong cái ví của chúng ta. Đấy, các bạn nhấn vào đây, các bạn nhấn cái thêm cái này vào thì nó sẽ tự động nó add cái token này vào trong cái ví MetaMask của chúng ta. Thì các bạn sẽ quay trở lại thì các bạn sẽ thấy cái điểm PowerPoint của chúng ta là 20.699,55 955 cái đồng PPT ở trong cái ví này. Thì các bạn kích vào đây. Đó thì các bạn sẽ thấy được cái số dư của chúng ta trong này. Đây nha các bạn. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã xong được một cái nhiệm vụ nhé. Thì đến cái nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ airdrop này. Thì cái link nhiệm vụ này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video. Thì các bạn kích vào. Các bạn kích vào thì sau đó thì các bạn connect ví nhé. Connect ví, nếu như không kết nối được ví thì các bạn có thể là dán vào trong cái mục trình duyệt của ví MetaMask cũng được. Đây mình sẽ dán vào cái mục trình duyệt ví cho các bạn xem là mình sẽ làm ở trên cái ví MetaMask. Đây, các bạn nhấn vào phần trình duyệt cũng mạng Zcash. Đó, sau đó thì các bạn tắt này, xóa cái này đi này. Các bạn dán cho mình cái link nhiệm vụ airdrop vào. Rồi, các bạn nhấn vào connect này. Đó, các bạn nhấn connect nhé. Chúng ta sẽ kết nối với cái ví này. Đây, mình sẽ kết nối với ví MetaMask này. Các bạn chọn kết nối nhé. Các bạn chọn ký ví nhé. Ok, như vậy là đã kết nối ví thành công. Thì cái này thì các bạn sẽ thấy cái thông tin của các bạn trên này. Rồi chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta làm các cái nhiệm vụ ở bên dưới này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kích vào đây. Đó, các bạn nhấn nút claim cho mình. Claim ở đây thì chúng ta sẽ là điền cái địa chỉ ví Zcash của các bạn. Các bạn quay trở lại, các bạn quay trở lại cái phần ví thì các bạn bấm vào đây. Sau đó thì các bạn kích vào đây, chúng ta copy cái địa chỉ ví Zcash của các bạn. Đầu tiên là chúng ta phải dán cái địa chỉ ví vào đây. Thì sau khi chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ thì cái dự án nó sẽ trả quy đổi cái điểm điểm airdrop của các bạn sang cái điểm PPT và nó sẽ trả về ví MetaMask cho các bạn. Đó thì các bạn nhấn vào đô. Các bạn kích đôn cho mình. Sau đó thì các bạn kích vào đây, chúng ta có làm điểm thì chúng ta sẽ nhận được 50 cái điểm XP. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ là claim airdrop này. Thì cái này các bạn kích vào đây. Cái này thì chúng ta chỉ cần truy cập vào cái trang web của họ và lúc nãy thì mình cũng đã hướng dẫn cho bạn là claim rồi. Thì chúng ta sẽ không claim nữa và chúng ta chỉ chờ đến cái đồng hồ này nó chạy về không. Nó sẽ hiện lên cái nút claim thì chúng ta claim 500 cái điểm XP. Đó, như vậy thì các bạn đã nhận được thêm 500 cái điểm XP. Tiếp theo ở đây thì yêu cầu chúng ta là min cái NFT Gatsby. Đây thì các bạn nhấn vào connect ví này. Ở đây thì chúng ta sẽ kết nối với ví MetaMask nhé. Rồi, các bạn nhấn kết nối này. Ok, như vậy là chúng ta đã kết nối cái ví MetaMask thành công. Thì các bạn kích vào follow này. Và các bạn kết nối ví này một lần nữa này. Các bạn kéo lên thì chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ nhé. Các bạn kích vào follow. Đó, ở đây thì mình đã follow rồi ấy. Thì mình sẽ không follow nữa và mình sẽ quay trở lại. Các bạn mình nhấn xác minh luôn. Ok, như vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào nhóm đi code. Các bạn kích vào chấp nhận lời mời. Rồi, cái này thì mình cũng tham gia vào cái nhóm đi code của họ rồi. Chưa nhé, nếu chưa thì chúng ta sẽ tham gia vào. Các bạn comment vào cái nhóm đi code của họ. Rồi, các bạn kéo vào đây thì các bạn nhấn vào cái phần ruler này. Ở đây thì chúng ta sẽ chấm vào cái hình mắt này. Đó, các bạn cứ tương tác ở trong cái này nhé.
Rồi, tiếp theo đến Smart Form này. Chúng ta cũng bấm vào đây. Rồi, nó đã sổ ra những cái này là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ rồi nhé. Thì các bạn kích vào comment này. Rồi, ok. Thì sau đó thì các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Các bạn back lại, các bạn nhấn vào Very. Ok, như vậy là đã xong nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ follow cái trang Twitter của họ. Đây, các bạn nhấn vào follow này. Sau đó các bạn back lại, các bạn nhấn vào Very. Ở đây có thể là chưa được chấp nhận, cái nhiệm vụ của mình là chưa được chấp nhận nhé. Đó, thì cái nhiệm vụ này là truy cập vào cái trang web của họ thì mình cũng đã tham gia rồi này. Cái này thì các bạn kích vào xác minh này. Tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm đi code của thêm cái dự án này nữa là chúng ta hoàn thành. Tiếp theo các bạn nhấn chấp nhận lời mời nhé. Ok, thì các bạn kích vào cái phình búa này. Rồi, các bạn bấm vào đây. Rồi, các bạn kéo sang này. Các bạn kéo sang, các bạn nhấn vào xác minh này, Very đấy. Thì chúng ta sẽ xác minh này. Các bạn nhấn vào Continue này. Các bạn nhấn tiếp Continue cho mình. Ok, thì ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập cái mã này, thì các bạn có thể ghi ra giấy này 553539, thì các bạn nhấn vào đây, các bạn nhập cho mình 553 này, 5 này, 3 này, 9 này. Ok, như vậy là chúng ta đã xác minh xong, thì các bạn kích vào đây. Đó, ở đây thì các bạn sẽ comment cái GM vào đây cho mình. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ thì các bạn nhấn vào xác minh xem được chưa nhé. Ok, như vậy là nhiệm vụ đã xong thì các bạn load lại trang cho mình. Thì nó sẽ hiện lên cái claim cho mình, claim thì các bạn kích claim cho mình này. Các bạn nhấn vào config cho mình. Ok, như vậy là mình đã claim. Ở đây thì là mình do để cái mạng không phải đúng cái mạng Zcashin nên là mình chưa cửa làm được nhé. Thì các bạn chuyển về cái mạng Zcashin là các bạn sẽ cửa làm được. Ok, sau khi min xong con NFT thì các bạn quay trở lại cái ví MetaMask, cái chỗ trang nhiệm vụ Journey của chúng ta. Chúng ta làm tiếp cái nhiệm vụ nhé, các bạn nhấn nút cửa làm này. Ok, như vậy là đã claim xong cái điểm này. Ở đây thì tiếp theo là cái nhiệm vụ. Ở đây là chúng ta sẽ mời một bạn để chúng ta claim là 150 cái điểm XP nhé. Thì các bạn làm hết các cái nhiệm vụ ở bên dưới này cho mình. Các bạn làm càng nhiều nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều cái điểm XP. Và cái điểm XP này chúng ta sẽ quy đổi sang cái đồng PPT nha các bạn. Đó, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn làm những cái phần nhiệm vụ ở đó. Trên này chúng ta làm nhiệm vụ rồi, claim điểm PTPT thì chúng đã claim rồi và làm cái min con NFT Gatsby thì cũng đã làm rồi. Và dưới này sẽ còn một cái nhiệm vụ ở bot Telegram ra cái chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ này thì nó sẽ có 10.000 người chiến thắng. Thì các bạn làm càng sớm càng tốt cái nhiệm vụ này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được là 29 đô cái đồng BPT nha các bạn. Rồi, ok, thì cái video chia sẻ cho các bạn là tham gia vào cái sự kiện Aerobe và để nhận cái điểm PPT từ cái dự án này, cái dự án Beta VC. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.